Okay. You? Tonight is the last meal with Annie and Isaac. We'll go to Minnesota, right? Isaac? Yeah. You miss us? Yeah, I miss you. You do? Yes. Yeah, so on the last meal, and so we prepared a little bit of dinner. We eat together. And you can leave tonight, and God be with you. Okay? And yes. So we'll see you next month. Okay? Okay, well. Be careful. Okay. Okay. Hey, honey, do you say anything? Okay, we can pray together. What you pay, what got choro got a get low, what got pong pong, the new tenant, so to penchy, get nakanya jong. I'm gonna pay lots on okay, the whole Hiruva Luce, huh? Pay a no more, okay, or more, okay, don't there were any tear. I say, out to your town moon, which of Minnesota. And what you pay, when in yon the ten, I can't get none to home. Then chia tao nó tao khó tư sẽ được một đọc hàng đời tới chữ và chữ kênh chia tụ chữ sai bê cho tụ sẽ bê nhớ đọc khó tư là và chữ bê mua co là bê chữ bông chia sẽ bê nhớ đọc khó tư là bê bò hay thì con là bê nhau ở lúc chưa bê là trồng ok nó bê tao nó tới cho tên mỏ thật có phong phú bê nó hiện cái mỏ kinh kinh cả bê nó tao mới là lý trí gì dùng để lựa chọn được bố nó rồi ya toàn đề để nó tao ít việc cho nó tụ mình nhớ yêu tao chạy hôm nào muốn là con đang chạy sau ok cái một sao Minnesota. Chỉ kiến là khai nhân giống có phòng phú rồi bây giờ nhỏ là cần chỉ kiến là khai nhân giống để thọ bây giờ tao nào giải họ bây thì thông xe công chữ tôi chỉ xem chỉ số con bây thọ em ok enjoy Isaac you go ahead enjoy thank you for Isaac first that is your dinner thank you I'm gonna miss you grandpa I miss you too oh, I'm gonna miss you guys not me Liz, I'm gonna miss you! I got like next week. She said, what's the name? And I was just a child. I know. Deontay just graduated. Who's Deontay? He's working. Deontay. He's working. Deontay's at work. He started work? Yeah. Where's he working at? Started from the bottom. What's it called? Buford House, probably. Bruffer House. Oh, you do the Bruffer House? Okay.